cái kiểu gì vậy hả? Anh có biết á, người ta là lính đi theo anh bao nhiêu lâu nay mà anh nỡ nào anh đối xử với anh như vậy? Đây là công việc yêu thích của anh biết không? Anh nghĩ anh có quyền hành trong tay, muốn đuổi ai đuổi đúng không? Tôi nói cho anh biết, nếu là vì công việc của tôi mà hất đổ chén cơm của người khác vậy á thì xin lỗi anh, tôi không làm đâu. Cô có chắc là những lời cô vừa nói vừa rồi hoàn toàn chính xác không? Hả? Tay thắt chuyên nghiệp như vậy chắc hay thắt ra bắt cho người khác lắm hả? À, xin lỗi nha, tại vì tôi không có quen thắt cho lắm, bình thường không có thắt cho ai hết. Sao vậy, hôm qua em ngủ không được hả? Dạ được, nhưng mà không có đủ. Tại vì em cũng phải lo cho thằng nhỏ, với lại sáng nay á lu bu lo cho nó ăn sáng đi học chưa kịp có giọt cà phê nào trong người, cho nên nó hơi lờ đờ chút xíu. Cô xuống mua tụi tôi ly cà phê đi, sẵn tiện cô danh tâm uống gì mua luôn đi. À, dạ. Ủa, à, bình thường sếp đâu uống cà phê đâu. Cô đi lẹ đi, tôi không có thời gian chờ cô đâu. Dạ dạ dạ. Cười gì, sau này việc anh ấy làm, bây giờ tôi đổi gu rồi, thích uống cà phê được không? Đổi gu luôn hả? Nè, anh làm sếp cái kiểu gì vậy hả? Anh có biết á, người ta là lính đi theo anh bao nhiêu lâu nay mà anh nỡ nào anh đối xử với anh như vậy? Đây là công việc yêu thích của anh biết không? Anh nghĩ anh có quyền hành trong tay, muốn đuổi ai đuổi đúng không? Tôi nói cho anh biết, nếu là vì công việc của tôi mà hất đổ chén cơm của người khác vậy á thì xin lỗi anh, tôi không làm đâu. Cô có chắc là những lời cô vừa nói vừa rồi hoàn toàn chính xác không? Hả? Em có làm phiền sếp đang làm việc không? Ờ, cậu tới đúng lúc lắm. Giải thích cho cậu hiểu đi, tôi nói cậu không tin. Dạ thưa sếp, thực sự thì 5 năm qua em cảm thấy rất vui vẻ và tự hào. Vì thứ nhất là học hỏi được kiến thức của sếp, thứ nhì là tích lũy được rất là nhiều công việc, và em được cảm thấy mình được nâng cấp lên trong công việc hàng ngày của mình. Trời ơi anh là đàn ông mà, tại sao mà mình phải cúi đầu vậy? Bây giờ có cái gì thì mình nói ra hết đi. Những cái lời nói ngon ngọt của anh á, chắc chắn là anh ta sẽ không tiếp thu và cũng sẽ không cho anh bất kỳ một cơ hội nào hết. Chi bằng bây giờ trút hết ruột gan ra đi, nói luôn một lần, dứt áo ra đi luôn. Anh nói hết ruột gan rồi mà. Anh thực sự là chứ anh... hồi nãy anh nói với em cái gì mà anh muốn từ bỏ cái gì đó? Thì anh từ bỏ công việc cũ để anh lên công việc mới là trưởng phòng marketing. Có kịp nói đâu, anh nói là liên tiếp công việc cũ thì anh chuẩn bị lên công việc mới là trưởng phòng marketing, anh chưa kịp nói là em đã đi ở đây rồi. Tôi xin lỗi, có chút hiểu lầm ở đây. Tôi làm sếp bị quan cũng quen rồi, với lại tôi là người rộng lượng, tôi sẽ bỏ qua cho cô. May mắn cho cô gặp một người sếp như tôi, chứ nếu như gặp người sếp khác là cô tự hiểu ha. Ngoài cửa, cuối hành lang, bấm thang máy xuống tầng G, một đi không trở lại. Nguyên tắc của tôi là thư ký của mình phải nắm rõ tình hình
mới vô báo cáo, hiểu chưa? À, tôi nhớ rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. À, vậy thôi, à, nếu không còn gì nữa thì tôi ra ngoài làm việc. Hai nói chuyện đi. Dạ, dạ. Dạ, em cũng ra ngoài làm việc. Tôi sắp sửa đi gặp đối tác. Đây là một số cà vạt tôi tương đối yêu thích. Tôi đang phân vân. Cô có thể chọn dùm tôi một cái cravat mà thắt vô thì thấy sang trọng, lịch sự và đặc biệt tạo được niềm tin đối với đối tác. À, dạ. Cái này đi. Tôi thấy không hợp, cái khác đi. Cái này có vẻ được nè. Có vẻ? Tại sao là có vẻ? Phải chắc chắn chứ. Vậy cái này chắc chắn là hợp với bộ vest của anh nè. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Vậy thắt cho tôi đi. Biết ngay mà. Dạ. Tại sao phải né? Tôi có đi khám định kỳ, không lây nhiễm virus đâu. Tay thắt chuyên nghiệp như vậy, chắc hay thắt cravat cho người khác lắm hả? À, xin lỗi nha. Tại vì tôi không có quen thắt cho lắm. Bình thường không có thắt cho ai hết. À, xong rồi nè. Anh nhét cái này vô áo đi. Cô thắt hay lắm. Vậy là bây giờ tôi để vậy. Tôi nhét kiểu vậy hả? Thì tôi đã nói là tôi không có quen thắt mà. À, thôi tôi xin phép. Khoan đã. Chuẩn bị đi. Sắp gặp đối tác rồi đó. Nhưng mà chưa tới giờ mà. Thì mình thà tới sớm còn hơn tới trễ. Với lại tôi còn mất công sửa lại cravat nữa nè. Lẹ đi. Dạ, để tôi chuẩn bị. Ủa, sao tự nhiên tới đây vậy? Đáng lẽ là hẹn gặp đối tác ở nhà hàng mới đúng chứ. Tìm cho cô một bộ đồ phù hợp. Bộ đồ này tôi mặc cũng lịch sự đàng hoàng chứ có gì đâu. Nguyên tắc thứ ba của một người trợ lý: ăn mặc phải gọn gàng, lịch sự, mềm mại. Ăn mặc như cô cứng ngắc. Giống như tôi nè. Cô thấy tôi ra đường không? Lúc nào mặc vest, đi chơi mặc vest. Không phải mặc vest để đẹp đâu. Tại vì sao? Người đẹp trai như tôi mặc cái gì mà chẳng được. Nhưng tôi có thể bất kỳ lúc nào đi họp. Cho nên tâm lý tôi phải là sẵn sàng. Tôi với cô là người đại diện cho công ty. Ra đường ăn mặc phải chỉnh chu, đẹp và sang trọng, hiểu chưa? Chanel, bác xin chào, anh chị cần gì ạ? Ờ, em có thể tìm giúp chị này một vài bộ đồ phù hợp với chị được không? Tôi biết cô không phải là một người thích phô trương, nhưng là một thư ký, trợ lý, đặc biệt là nữ, ăn mặc phải sang trọng, mềm mại chút, mặc đi, cứng ngắc. Cô xem thử đi. Độ đây mắc quá à. Hay là mình đi chỗ khác giá hợp lý hơn được không? Tôi không còn thời gian nữa. Giá trị bộ đồ có quan trọng hay không? Làm sao quan trọng bằng giá trị hợp đồng sắp tới? Cô không cần phải tính toán giá trị bộ đồ đâu. Tôi là người kinh doanh, tôi sẽ không để mình lỗ đâu. Em giúp chị đi. Dạ.
Chị đi theo em ạ. Hồi nãy giờ tôi mặc bộ nào anh cũng không chịu hết là sao? Con nghĩ sao mấy bộ trước tôi không chịu mà bộ này tôi lại chịu? Nhưng mà bộ này tôi thấy mặc vô lịch sự nhất, sang trọng, rồi nó phù hợp với tôi, miễn tôi cảm thấy thoải mái tự tin là được chứ gì. Thôi tôi quyết rồi, bây giờ tôi không cần anh quyết nữa, tôi quyết luôn, tôi chọn bộ này. Chưa. Chưa cái gì nữa? Còn đôi giày nữa kìa. Vậy cũng phải thay nữa. Tôi thấy là anh cầu kỳ thái quá rồi đó. Đây không phải là cầu kỳ, đây là sự phối hợp và đa năng. Cô có thể mặc một bộ đồ nhưng đi được khắp mọi nơi. Thôi được rồi, tôi năn nỉ. Cô thay giày đi, ngồi xuống nha. Tôi chưa bao giờ thấy ai đơn giản và lại xinh đẹp như cô vậy đó. Tâm lý cô ổn định không vậy? Tự nhiên đứng cười mình là sao? Thay lại đi, trễ giờ rồi. Nè, có phải cô đang suy nghĩ trong đầu? Tôi sẽ quỳ một chân xuống rồi mang giày cho cô và khen cô là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, đúng không? Làm gì có, tôi đâu nghĩ gì đâu. Có thật sự trong đầu cô không nghĩ gì không? Thôi khỏi, khỏi chối, khỏi giấu nữa. Mọi sự biểu cảm đều thể hiện trên gương mặt của cô rồi. Nghe tôi nói nè, mơ mộng để lại sau. Bây giờ phải đi họp và bớt xem phim ngôn tình lại nha. Đi nhanh lên, trễ giờ rồi. Trời ơi, ủa kiếp trước tôi mắc nợ ông hả ông nội? Kiếp này đi ăn nhậu cho đã rồi bắt tôi tới đây hốt về làm sao? Kiếp trước tôi giết ở nhà ổng nè, không là có gian tình gì với ổng mà mắc nợ ổng dữ vậy nè. Không, tôi không thể nào kiếp trước có gian tình với một cái người biến thái bệnh hoạn như vậy được hết á. Tôi mà có gian tình để mắc nợ là tôi mắc nợ cái người mà gọi điện thoại kêu tôi tới đây nè. Cái người gì mà mắc nợ mà trả hoài trả ổng hết, trả năm này qua tháng nọ ổng biết kiếp này tôi trả hết hôn nữa. Tôi tới mà tôi tức á, tôi tức mà tôi nói không được luôn á. Trời ơi, từ từ anh làm cái gì vậy? Đi về xong rồi, ông lớn rồi để ông tự lo đi. Về. Ê, nói từ từ, để em cởi giày ra cho ảnh cái đã. Trời ơi, hầu tới mức đó luôn hả, như con vậy trời. Chứ mất công rồi hả, ổng quơ tới quơ lui dơ cái nệm của người ta. Cô giỏi lắm. Cô dễ thương và cô thông minh. Chỉ cần cô chịu khó học hỏi, tôi tin cô sẽ thành công. Ôi, con nói được em ơi, vậy là chưa chết đâu. Cởi giày xong rồi, về đi. Ken nó đợi em ở nhà, em hiểu không vậy? Khoan, đắp mền lại cho anh đàng hoàng chứ, mấy lạnh rồi lát nhiều khi trúng gió rồi sao? Trời ơi, đi ra, anh làm cho. Đắp mền, đắp cho ơi, chết luôn. Ngợp làm sao? Thôi thôi, kê lên cho nằm đàng hoàng đi. 2, 3. Thôi, vậy được chưa? Rồi đó, xong rồi đó. Cô về thôi. Giờ cô nó gặp thông. Trời ơi, đi về đi, chừng giờ cái gì nữa, thằng Ken nó đang đợi em ở nhà đó. Đi về, nhanh lên. Tất cả đồ đạc đều được tôi giặt thật là sạch sẽ và cẩn thận, cho nên là anh cứ yên tâm nha. Không cần đâu, cô cứ giữ lấy mà xài đi. Tôi không dám nhận đâu, mấy món đồ này đắt tiền lắm. Cô nói cái gì? Tôi thấy mấy cái này cũng bình thường mà, có gì đâu mà đắt.
Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cô. Mặc dù không đưa tôi về nhà, đã có công đưa tôi về khách sạn. Nếu mà cảm ơn á thì phải cảm ơn anh Tùng mới đúng. Tại vì tôi nhờ anh Tùng đưa anh vô khách sạn mà. Mà anh không cần phải áy náy đâu. Đảm bảo an toàn cho sếp là trách nhiệm và nghĩa vụ của một trợ lý mà. Phải có sếp thì công việc mới được vận hành tốt được. Cứ coi như là tôi đang giúp công ty giữ gìn một tài năng có một không hai. Và tất cả những chuyện này đều là vì công việc hết. Không ngờ là mình có thể phân tích một cách sâu sắc như vậy. Đúng rồi, đã không thích á thì phải rõ ràng ngay từ đầu. Mày làm tốt lắm hả? Cô đang tìm cách để mà từ chối tình cảm của tôi có đúng không? Thì dĩ nhiên. Không, ý tôi không phải là như vậy. Cô dám chắc là mình không nghĩ tới chuyện đó không? Dạ thưa sếp, bản báo cáo ở bên phòng marketing có rồi. Em tưởng sếp đang rảnh. Sếp đang tiếp cô Hà. Em mời sếp. Được rồi, đưa đây, để lát tôi coi. Dạ. Ủa, đồ của ai trong phòng sếp đây? Cô Hà, đồ của ai đây? Dạ, cái đó là của... Của tôi đó, tôi mua cho bạn của tôi. Sếp mua cho chị Ngọc phải không? Ở trong công ty này ai cũng biết sếp là... Chị Ngọc là người mà thích đồ sếp tặng nhất. Chị Ngọc cái gì? Tôi mua cho người tôi quan tâm nhất. Quan tâm là chị Ngọc chứ ai. Lấy đồ về mặc đi. Để đó. Tôi phải đi giải quyết một số việc. Đúng rồi. Nãy mình nói gì vậy trời? Người mình quan tâm nhất nó bày bài gì vậy? Quan tâm ai? Bây giờ phải quan tâm cái này trước đã. Anh nghỉ tay ăn một chút đi rồi làm việc tiếp. Cô để đó đi, lát tôi ăn. Từ hồi nào giờ anh luôn là người biết chăm sóc cho sức khỏe. Tôi biết là anh đang bận công việc dữ lắm. Nhưng mà nếu đã bao tử trong thời điểm này á thì càng làm chậm tiến độ hơn thôi. Bây giờ cô đã biết cách thuyết phục tôi hơn rồi đó. Để tôi bê cho. Anh ở bàn ngồi đi. Cô ngồi xuống dùng chung với tôi nè. Thôi, anh dùng đi. Không dùng vẫn ngồi xuống đi. Tôi hỏi anh một câu này được không? Được, cô cứ hỏi đi. Lúc nào tôi cũng thấy anh chăm chú làm việc hết. Không biết anh có phải tiếp người là bị nghiện công việc và vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh không? Cô nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó? Nếu như tôi vô cảm thì tại sao tôi lại muốn có trách nhiệm với Ken? Thì đơn giản chỉ là nghĩa vụ thôi. Không bao giờ đó là nghĩa vụ. Mỗi phút mỗi giây đối với tôi nó rất là quan trọng. Tôi là con trai một trong gia đình. Cho nên tôi ý thức được là mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên đôi vai của tôi. Nên từ nhỏ tôi đã ý thức được mình là phải tự lập. Trong đầu của tôi chỉ có trách nhiệm và trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm cỡ nào đi nữa thì cũng phải có những phút giây thư giãn cho bản thân chứ. Đâu thể suốt ngày chăm chăm vô công việc được đâu đúng không? Ngoài công việc ra thì anh cần phải có kiểu đi chơi, cà phê, tâm sự, trò chuyện với bạn bè, xem phim chẳng hạn. Đến khi nào mọi thứ thật sự vững vàng đến không thể nào phá vỡ được, tôi mới có thể suy nghĩ tới việc khác. Tôi muốn tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nhất dành cho người thân của mình. Mà tôi để ý, tôi thấy là anh hay làm việc rất là trễ. Chắc ít khi nào ăn cơm với gia đình lắm hả? Tại tôi cảm thấy ăn cơm ở ngoài nó nhanh, nó không tốn nhiều thời gian. Trong đầu tôi mỗi phút mỗi giây đều có thể suy nghĩ ra việc kiếm tiền. Tôi không muốn mất nhiều thời gian về cái chuyện ví dụ như là hôm nay mình phải nấu món gì, ăn món gì, hủ muối để ở đâu, hủ đường để chỗ nào. Cái đó là lười thì có.
Trong công ty này tôi cam đoan với cô, tôi là người làm việc siêng năng. Nếu như tôi nhận số 2, không ai dám nhận số 1. Tôi phải công nhận anh là một người sếp rất là tài năng. Hồi nãy trong cuộc họp, từng lời từng chữ anh nói ra đều chất chứa trí tuệ trong đó. Đó là việc hiển nhiên, cô không cần phải nói như vậy. Nhưng mà nếu như cô muốn nói, tôi vẫn cho phép. Ủa, sao mình thấy mình càng ngày càng đừng nọt quá vậy trời? Mà nè, cũng trễ rồi, còn Ken này sao? Ken thì có Nga ở nhà lo rồi. Được rồi đó, cô lo bữa ăn xong, cô xong việc rồi, cô thôi về. Thôi, để tôi ở lại phụ anh, chứ cấp trên còn làm sao cấp dưới dám đi về được. Có chắc không? Thì được rồi, tôi còn một số tài liệu, ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, chưa dịch ra nữa. Vậy cô làm ơn dịch ra dùng tôi để biên tập lại và nêu ra những ý chính cho tôi. Cái gì? Tiếng Pháp với tiếng Nhật á hả? Nhưng mà tôi... Chưa hết đâu, còn mười mấy cái mail chưa giải quyết nữa kìa. Vậy thôi chắc là tôi xin phép về trước nha. Tại vì hồi nãy anh nói là tôi đi về để lo cho bé Ken, mà tôi là cấp dưới thì đâu có dám cãi lời cấp trên vậy. Hay là chắc là tôi xin phép đi về nha. Cảm ơn cô vì bữa ăn nha. Cái đó là trách nhiệm của tôi mà, sếp không cần cảm ơn đâu. Tôi ít khi nói tiếng cảm ơn với ai lắm. Một khi tôi nói cảm ơn rồi, cô nên nhận đi và cảm thấy tự hào. Rồi, vậy tôi nhận. Anh có cần tôi dẹp không? Không cần. Tôi xin phép. Sao vậy? Hôm qua em ngủ không được hả? Dạ được, nhưng mà không có đủ. Tại vì em cũng phải lo cho thằng nhỏ, với lại sáng nay á lu bu lo cho nó ăn sáng đi học, chưa kịp có giọt cà phê nào trong người, cho nên nó hơi lờ đờ chút xíu. Lo công việc gì là tốt, nhưng mà em phải biết điều phối giữa công việc và cuộc sống riêng của mình. Nếu mà ảnh hưởng tới công việc á, anh Quang anh la em đó. Dạ em biết rồi. Em không sao đâu. Sếp. Dạ sếp. Còn 15 phút nữa mới tới họp. Cô xuống mua tụi tôi ly cà phê đi. Sẵn tiện cô danh tâm uống gì, mua luôn đi. Dạ. Bình thường sếp đâu uống cà phê đâu. Cô đi lẹ đi, tôi không có thời gian chờ cô đâu. Dạ. Cười gì? Sau này việc anh ấy làm, bây giờ tôi đổi gu rồi. Thích uống cà phê được không? Đổi gu luôn hả? Bữa nay có thay đổi phong cách hả? Tại vì anh nói là bình thường tôi mặc đồ giống sinh viên quá. Hôm nay thay đổi vậy có chuyên nghiệp hơn chưa? So với tiêu chuẩn vẫn còn kém xa, nhưng mà khác với ngày thường là tốt lắm rồi. Có tốt là được rồi. Với lại đôi giày này là do anh Tùng tặng tôi nhân dịp chuyển công việc mới. Nhìn cũng hay hay, thấy cao ghê ha. Quy định của công ty là không được mang guốc cái kiểu này. Có quy định này nữa hả? Có. Sao tôi không biết? Vậy thôi, bữa nay tôi lỡ mang rồi, ngày mai tôi đổi đôi khác nha. Không được, quy định là quy định, không được mang một giây một phút nào nữa hết. Sao mà anh vô lý dữ vậy? Tôi mang có mỗi một đôi à. Bây giờ không cho mang cái này tôi biết mang cái gì giờ? Thì cô có ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ báo cho cô. Vậy tôi để hồ sơ ở đây nha. Coi đi.
Cũng đâu có gì khác mấy đôi giày của tôi đâu. Sao ông khác? Khác nhãn hiệu, khác gót giày, khác đủ thứ gì nữa không khác là sao? Thì khác. Rồi, sếp nói là không bao giờ được cãi lời sếp, nhớ. Nhưng mà thí dụ mua thì mua một đôi thôi. Anh mua một chi mà tới 2-3 đôi vậy lận. Bây giờ sao? Tính đi với sếp gặp đối tác, mang một đôi vậy thôi hả? Phải có nhiều đôi thay đổi chứ. Thì ý là mua một đôi vậy thôi đã tốn kém rồi. Đằng này mua tới mấy đôi vậy. Rồi tôi nhận tôi thấy áy náy lắm. Không cần phải áy náy, trừ giận cho tiền lương của cô. Hả? Chứ nghĩ sao? Nghĩ tôi mua tặng cô hả? Nhưng...